Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. UAV Houthi bay chiến thuật giữa biển nhưng vẫn bị tàu chiến Hy Lạp bắn hạ. Video quay cảnh UAV Houthi bay chiến thuật phức tạp để tránh bị tấn công nhưng vẫn bị tàu chiến Hy Lạp bắn hạ. Ngày 9 tháng 7, trang Warzone đăng tải đoạn video quay cảnh tàu chiến Pisara của Hải quân Hy Lạp bắn hạ một máy bay không người lái UAV của lực lượng vũ trang Hồi giáo Houthi ngoài khơi bờ biển Somali vào đêm 7 tháng 7. Theo Warzone, đoạn video tàu chiến Hy Lạp bắn hạ UAV Houthi do Hải quân Hoàng gia Hà Lan công bố. Vụ việc xảy ra khi tàu chiến Pisara lớp Hira của Hy Lạp và tàu hỗ trợ đổ bộ đa năng Karel Dorman của Hà Lan đang cùng hộ tống một tàu chở hàng qua vịnh Aden. Trước khi bị bắn hạ, chiếc UAV Houthi bay chiến thuật phức tạp, bay lên và hạ xuống trên biển nhằm khó bị đánh chặn hơn. Hải quân Hoàng gia Hà Lan cũng cho biết tàu chiến Hy Lạp đã dùng các vũ khí và hệ thống pháo trên tàu để đánh chặn UAV Houthi. Vụ việc không xảy ra thương vong nào và tàu chở hàng được các tàu chiến của Hy Lạp, Hà Lan hộ tống tiếp tục hải trình an toàn. Hải quân Hy Lạp, Hà Lan và các nước khác đang tham gia chiến dịch Aspides của Liên minh châu Âu, thực hiện nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ tàu thương mại trong khu vực khỏi mối đe dọa tấn công của Houthi. Trang mạng xã hội X của chiến dịch Aspides cho biết có tổng cộng 4 UAV đe dọa tàu thuyền, trong đó có 2 chiếc bị tàu khu trục Hy Lạp bắn hạ, trong khi những chiếc khác thay đổi hướng đi và có lẽ đã rời khỏi khu vực. Houthi tuyên bố tấn công 4 tàu liên quân Mỹ, Anh, Israel. Lực lượng vũ trang Hồi giáo Houthi tuyên bố tấn công 4 tàu liên quân Mỹ, Anh và Israel tại 4 vùng biển. Ngày 1 tháng 7, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết nhóm này đã mở 4 chiến dịch quân sự tấn công vào 4 tàu có liên hệ với Mỹ, Anh và Israel ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Sari cho biết, trong chiến dịch đầu tiên, tàu MSC Unify của Israel đã bị nhắm bắn ở Biển Ả Rập. Trong chiến dịch thứ hai ở Biển Đỏ, một tàu chở dầu Delaunus của Mỹ cũng đã bị nhắm mục tiêu và đây là lần thứ hai trong tuần này tàu này nằm trong tầm ngắm. Chiến dịch thứ ba nhắm vào tàu đổ bộ Anvil Point của Anh ở Ấn Độ Dương và chiến dịch thứ tư ở Địa Trung Hải nhắm vào một con tàu mà phía Yemen gọi là Lucky Sailor. Reuters hiện chưa xác minh được những thông tin này. Các nước liên quan gồm Anh, Mỹ, Israel cũng chưa bình luận về những tuyên bố này. Trước đây, Houthi cũng đã có những tuyên bố tương tự rằng nhóm này đã nhằm vào các tàu chiến của Mỹ, Anh. Tuy nhiên, Mỹ, Anh cũng đã bác bỏ những tuyên bố đó. Kể từ tháng 11, nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn đã mở các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa vào các tàu mà họ cho là có liên hệ với Israel di chuyển trên Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Sau khi vụ tấn công tàu MV True Confidence trên vịnh Aden khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có cả người Việt Nam, lãnh đạo Houthi cho biết nhóm này sẵn sàng bồi thường cho họ vì đã gây ra hành động không cố ý. Theo tờ Arab News, ngày 7 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng tối cao Houthi ông Mohammed Ali al-Houthi cho biết nhóm này không có ý định sát hại các thủy thủ dân sự trên tàu MV True Confidence. Ông nói thêm rằng nếu Mỹ cùng chịu chi phí, lực lượng Houthi sẽ bồi thường cho gia đình những người thiệt mạng và bị thương. Ông này viết trên mạng xã hội X, chúng tôi cảm thấy rằng Mỹ nên bồi thường cho những nạn nhân này vì hành động cố ý. Chúng tôi cũng sẵn sàng bồi thường cho họ vì hành động ngoài ý muốn. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Houthi gây ra vụ tấn công có thương vong đầu tiên kể từ khi tấn công tàu thuyền liên quan Israel trên Biển Đỏ với lý do ủng hộ người Palestine ở dải Gaza. Cụ thể, tối 6 tháng 3, Houthi xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào tàu chở hàng MV True Confidence thuộc sở hữu của Hy Lạp đang đi qua vịnh Aden, gây ra hỏa hoạn trên con tàu. Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Houthi ông Yahya Sare cho biết chiến dịch tấn công diễn ra sau khi thủy thủ đoàn từ chối các cảnh báo từ lực lượng hải quân Yemen.
Vụ tấn công đã khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, gồm 2 người Philippines và 1 người Việt Nam. Ngoài ra còn có 6 người bị thương. Hải quân Ấn Độ đã đưa toàn bộ những thành viên còn lại trên tàu MV True Confidence tới Djibouti. Hình ảnh do Hải quân Ấn Độ công bố cho thấy một chiếc trực thăng kéo theo các thành viên thủy thủ đoàn từ một chiếc bè cứu sinh nhỏ ở vùng Biển Đông và đưa họ lên một con tàu hải quân. Ngoài ra, hình ảnh cho thấy một số người bị thương được cho là nằm trên một chiếc xuồng cứu sinh thuộc lực lượng hải quân. Con tàu này đang trôi dạt ra xa đất liền và hoạt động trục vớt đang được triển khai. Theo các chủ tàu MV True Confidence, thủy thủ đoàn có 20 thành viên gồm 1 người Ấn Độ, 15 người Philippines và 4 người Việt Nam. Con tàu này bị Houthi tấn công ở Biển Đỏ khi đang trên đường chở thép từ Trung Quốc tới thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia. Trước hành động tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ tấn công trên của Houthi. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Stefan Dujarric, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết đây là diễn biến rất quan ngại. Theo ông Stefan, đó là quan ngại về an toàn tính mạng đối với thuyền viên trên các tàu chở hàng thương mại, những người không muốn bản thân rơi vào tình cảnh này. Vụ tấn công cũng gây quan ngại về kinh tế toàn cầu, ổn định khu vực, hệ sinh thái và kinh tế khu vực. Ông Dujarric cũng cho biết Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở Biển Đỏ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi những hoạt động của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ, vốn bỏ qua sự an toàn của thường dân vô tội. Đại sứ quán Anh tại Yemen kêu gọi Houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại quốc tế đi lại trên Biển Đỏ. Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của 2 thủy thủ nước này thiệt mạng trong vụ tấn công của Houthi, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng và giải quyết nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông. Bên cạnh đó, liên quan công tác bảo hộ công dân, đối với các thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence mang cờ Barbados bị lực lượng Houthi tấn công ở Biển Đỏ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti, Nguyễn Huy Dũng cho biết Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên tử vong về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Đồng thời trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công trên biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!